Một đàn em khẳng định, danh hài Hoài Linh đã cống hiến hết trái tim, hề khác với nghệ sĩ bình thường. Một người nghệ sĩ như anh Hoài Linh khi đã cống hiến hết trái tim, sức lực và trở thành huyền thoại thì chắc chắn phải có gì đó khác với nghệ sĩ bình thường, hề Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ. Mới đây, tại buổi livestream trước thềm live show kỷ niệm 30 năm sự nghiệp nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về đàn anh. Cô nói, nghe tôi có cơ hội được tiếp xúc với anh Hoài Linh ở nhiều show diễn. Tôi rất thương anh Hoài Linh, coi anh như một người anh lớn trong đại gia đình. Một người nghệ sĩ như anh Hoài Linh, khi đã cống hiến hết trái tim, sức lực và trở thành huyền thoại thì chắc chắn phải có gì đó khác với nghệ sĩ bình thường. Mỗi năm, ở trường sân khấu điện ảnh hoặc các trường âm nhạc, diễn xuất tốt nghiệp rất nhiều học viên, có thể lên đến cả chục ngàn người nhưng chỉ một vài người trở thành ngôi sao. Đó là ngôi sao may mắn chiếu vào bất kỳ ai thì người đó sẽ được nổi tiếng. Ngày hôm nay, anh Hoài Linh được như vậy cũng nhờ tâm sức, mồ hôi nước mắt, máu xương của một người nghệ sĩ. Tôi rất ngưỡng mộ anh Hoài Linh và con đường nghệ thuật của anh vì anh đã đi bằng tâm sức của mình. Với đàn em, anh Hoài Linh là người đàn anh đúng nghĩa thực sự. Anh ấy luôn lo lắng cho các đàn em và không bao giờ tranh giành, chiếm đất diễn của đàn em trên sân khấu vì bản thân anh ấy đã duyên dáng, chỉ cần bước ra nói một câu cũng duyên rồi, không cần phải tranh giành nhiều. Anh Hoài Linh cũng là người tình nghĩa. Dù anh Chí Tài giờ không còn nhưng anh Hoài Linh vẫn mời chị Phương Loan vợ anh ấy tới diễn cùng trong live show 30 năm này. Chắc chắn khán giả sẽ thấy được hình ảnh của anh Chí Tài trên sân khấu. Tôi định sẽ mua vé cho gia đình đi xem show này. Suy cho cùng, người nghệ sĩ chúng tôi cũng chỉ muốn cống hiến bằng đam mê. Những thăng trầm trong cuộc sống cũng chỉ là thử thách. Chúng tôi mong chờ tình yêu thương, soi sáng của tổ nghiệp và khán giả. Khán giả chính là người đưa tay tiếp nối đam mê của một người nghệ sĩ. Tôi tha thiết mong khán giả hãy thương anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn khán giả đã yêu thương chúng tôi. Với tôi là 20 năm còn anh Hoài Linh đã là 30 năm. Đây là một chặng đường dài, từng làm cho khán giả khóc cười, hứng khởi. Nguyễn Hồng Nhung còn tiết lộ, kể tôi chưa từng diễn chung với anh Hoài Linh nhưng có một kỷ niệm với anh ấy. Anh Hoài Linh từng mượn quất của tôi ra diễn, chứng tỏ chân tôi to tới mức anh Hoài Linh cũng đi vừa quất tôi. Lúc đó, anh Hoài Linh đi khắp hậu trường tìm quất của các nghệ sĩ nữ để thử mà không ai vừa. Tới quất của tôi thì đi vừa vặn, thế là anh Hoài Linh lấy luôn đi lên sân khấu diễn, vào vai một bà rất giàu. Chứng tỏ quất của tôi đắt, có giá trị. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.